Bạn ấy cũng rất là khéo nên là em không hề phát hiện một chút xíu gì. Em không hề biết cho tới lúc kể em phát hiện cũng là vô tình thôi. Sau đó thì em cũng có nói chuyện với bạn nữ kia. Sau đó thì em có chia sẻ và em có cho hai người là một cơ hội là để hai người lựa chọn. Nếu mà không muốn ở lại với em thì thôi cũng không sao. Nhưng thời điểm đó thì bạn ấy lại chọn em. Nhưng mà sau đó nửa năm thì em lại phát hiện ra vẫn là bạn nữ đó. Đó, thế là thôi em bắt buộc phải dừng lại. Người phụ nữ khi mà phải làm công việc mà phải gặp cái người thứ ba, rồi phải đứng ra dàn xếp, rồi phải chịu đựng là rất tổn thương. Cho nên các quý ông nhớ nha, hãy mà khi đã quyết định mình tiến tới một cái mối quan hệ nào đó thì mình nên nghiêm túc. Còn nếu mình không thích nữa thì mình hãy nói với nhau thẳng thắn rồi hẳn đi tìm người khác. Đó là một cái sự văn minh, văn minh trong tình yêu, đúng không? Rồi thôi bỏ qua, bây giờ muốn tìm một người như thế nào? Bởi vì em đã trải qua những chuyện như thế nên là bây giờ em ưu tiên số 1 là đó là một bạn có đức tính là trung thực và chân thành. Về cái chuẩn thì em muốn tìm một cái người về ngoại hình như thế nào? Về ngoại hình, tuổi tác nữa. Tuổi tác thì em có xu hướng là em thích những bạn nam nhỏ tuổi hơn em một chút. Từ trước đến giờ em bạn trai của em toàn người lớn tuổi nhất là bằng tuổi em. Ngoài ra thì em thích bạn nam trông cao, ốm ốm một chút. À, em còn có một cái gu rất là lạ. Em rất thích những bạn nam mà trông hơi có một cái nét gì đó hơi nữ tính. Kỳ vậy. Gu của em nó vậy á, thật. Càng ai mà trông, tức là trông càng kiểu trông nó hơi phi giới trông tính thôi phải không? Trông vâng, thôi chứ trông còn mà phải men đúng không? Chứ cá thì dĩ nhiên. Anh trên tia người bắt đầu. Đi, qua hướng bên này. Để qua góc đó đi. Ôi, cái bạn xanh cò ẻo lả dữ đó. Khá nữ tính á chị ạ. Khá ốm đó, khá ốm đó, nữ tính. Mà em mặt này nhỏ xíu à. Có khi nào hai bạn đó đôi? Sao ba bạn trai đi chơi chung nhau thấy nguy hiểm quá vậy? Sao em thấy sao? Em thấy bạn áo hoa lá cũng có vẻ ok. Em có xu hướng là em thích những bạn nam nhỏ tuổi hơn em một chút. Thích bạn nam trông cao, ốm ốm một chút. À, em còn có một cái gu rất là lạ. Em rất thích những bạn nam mà trông hơi có một cái nét gì đó hơi nữ tính. Nhưng mà em lo là bạn chưa đủ tuổi thôi, hơi nhỏ tuổi thôi. Chị nghĩ cao tay lắm, chừng 22, 23 hả? Ê, thế thì cũng ok ạ. À? Ok luôn hả? Chắc không được. Nha? Ủa cô? Nó hình như nó đang hút thuốc rồi má ơi. Không được, thôi không được. Thôi, bỏ. Hút thuốc bỏ đi. Nhiều khói quá là không được. Bỏ đi. U ám quá. Ở sau cây dù, ở sau góc cây dù, đằng sau cây dù, đằng sau cây dù. Em thấy bạn nữ mà. Không, bên trái, bên trái. Đó, có hai anh đúng không? Đúng rồi, có hai cái đầu lấp ló. Trời ơi, mình đứng lộ liễu quá. Dưng. Được không vậy? Anh đeo mắt kiến. Em thì trông hơi nam tính. Nam tính là không chịu hả? Trời ơi, cô này cô lạ ghê. Hơi nam tính. Không hơi nam tính. Phải nữ tính mới được. Em thích nữ tính, em thích vẻ đẹp phi giới tính cơ. Rồi, xong phim, vậy là không được, đi. Phi giới tính, trời ơi, tôi kiếm phi giới tính ở đâu ra đây trời. Phi giới tính. Tìa đi, bên trái có một cái anh đang đi ngược lại, đeo mắt kính đen. Ui, sao? Đó, đó, à. Đang nghe điện thoại đó, đó. Tìa kỹ, kỹ vô cho tôi. Chị tìa kỹ ghê. Cứ đứng bình thường, dắt chó đi chơi. Trời, dắt chó chị ơi, em thích người nuôi chó, em rất thích chó. Trời ơi, con chó ghê quá, con chó rõ cái mõm kinh dị. Rõ mõm luôn mà. Ừ, thì rõ mõm rồi. Em thấy anh cũng ok đó, nhưng mà nếu mà phi giới tính thì anh cũng không phi giới tính. Hay là bây giờ mình thử một lần mình thay đổi đi. Chắc chơi tôi rượt theo, chó cắn tôi nè, dí theo nè. Trời ơi, chó rõ mõm rồi. Mà em, lần này em liều đấy. Chị thử đi. Chị chiều em lần này đi. Chị không sợ, chị rõ chơi luôn. Đang vuốt ve chó. Mở mõm con chó ra rồi. Mở mõm con chó ra rồi mình tới sao được. Chó cắn sao? Giờ sao các bạn? Rồi mình tới đột ngột rồi chó nó có nhào ra nó cắn mình không? Anh đang còn hăng say đam mê với con chó lắm. Hello. Em nói chuyện với anh xíu được không? Anh có thể buộc mõm con chó anh lại không? Em sợ. Ôi mừng quá. Anh nói được tiếng Việt nãy giờ mình tưởng anh người nước ngoài không à. Dạ. Yeah. Nó hiền phải không anh? Dạ. Yeah. Chị không có ăn thịt chó nè, chị cũng cưng chó lắm. Nhưng mà tại em bự quá chị sợ. Nó ngoan.
Dạ. À, cho em hỏi anh xíu, anh tên gì ạ? Anh tên Dũng. Anh tên Dũng. À, em tên là Cát Tường. Em đang làm một cái chương trình gọi là chương trình mai mối. Hôm nay em đang đi dạo với một bạn gái rất là dễ thương. Ừ. Bạn gái đó nãy giờ là có nhìn thấy anh từ xa. Nhưng bạn ấy nó ngại, bạn ấy nhờ em đến để làm quen với anh. Nhưng mà trước tiên em hỏi anh là anh có gia đình chưa nè? Anh có bạn gái rồi. Có bạn gái rồi. Bạn gái anh ở đâu vậy? Bạn gái anh ở chung với anh. Nhưng mà anh nhờ em mai mối giùm con anh được. Trời ơi. Độc thân chưa tính. Độc thân chưa tính. Ngoan, học giỏi. Dạ. Cái đoạn đường này em thấy nãy giờ rất là nhiều người dẫn thú cưng đi chơi. Em để ý con chó nào dễ thương em sẽ làm mai cho nó. Hello đen. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ, cảm ơn anh. Hello con, bye bye nha. Bye. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Em sao hả chị? Chị đứng chị coi anh chải chó một lâu thì còn lâu luôn. Trời ơi, em đã rất là tự tin. Em còn tự nhủ, em nghĩ là chắc chắn là anh ấy biết là em để ý đến anh ấy, nên anh ấy mới đứng một chỗ chải chó lâu như vậy. Cầm hề. Cơ hội đầu tiên mà được một đẹp trai nha. Được, trời ơi, em trời càng ơi. Đứng đây nhìn em càng thích trời. Nhưng mà không có phi giới tính như em nói đâu, người ta men, người ta vẫn em biết mà, em nhìn từ xa em biết là. Cho nên em bỏ rồi. Cái vụ phi phi đó đi. Và có phi cũng được, em... không phi cũng được. Ok, em thay đổi tiêu chuẩn. Đẹp trai, nhưng okay. Có điều, Hoa đã có chủ, kiếm cái khác. Okay. Cơ hội thứ nhất, Hoa, đi. Thấy chưa? Được rồi ạ. Có cô gái nào tới lo tới. Đường 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 đường. Không phải. Rồi bên đây có một sự lựa chọn nữa nè, từ từ nè, anh áo trắng này đang làm việc đúng chưa? Đúng rồi. Nhưng em thích anh áo đen hơn ạ. Chị cũng vậy. Ai da. Chị mang anh ấy về đây nha chị. Mang anh ấy về đây. Hello anh. Anh biết nói tiếng Việt không? À, tên là Cát Tường, có thể phỏng vấn anh chút xíu được không? Đang bận. Cảm ơn. Anh ấy ngồi im rồi, anh ấy không đứng dậy. Ôi, hôi. Trời ơi, tôi tốn tiền, tôi vô, tôi phải mua bánh, tôi ăn nè. Tôi đâu có đường đột mà tôi đi lên thẳng vậy được. Tôi mua bánh, tôi ăn, tôi lên. Tôi hỏi mới một câu thôi, người ta phủ phàng vô mặt tôi. Dạ thôi chị phỏng vấn người khác đi, em đang bận. Thôi chị. Thôi hai chị em mình đang bận gì. Lúc chị đi tới mà, sau khi anh nghe chị nói anh không thay đổi trạng thái gì, anh vẫn tiếp tục ngồi điện thoại. Là em biết rồi. Nó chỉ phỏng vấn người khác đi, em đang bần không thèm nhìn tới cái mặt tụi luôn. Anh ơi, anh chở cho tụi em đi dầm được không? Dạ được rồi. Anh tài xế, anh chạy khu nào mà đông đông con trai á, anh tài xế. Dạ. Trời ơi, để dễ thương quá, dễ thương quá. Đậu nhờ xíu cho em vô em làm việc một phút, em ra liền tác nghiệp cái liền anh. Cơ hội cuối của em rồi. Hello. Chào. Bạn mới nói tiếng Việt không? Nói tiếng Việt hết hồn. Trời ơi, sao nãy giờ tôi có chuẩn bị tiếng Anh không? Chị giới thiệu, chị tên là Cát Tường. À, chị Cát Tường. À, em tên gì? Em tên Phát. Chị là chuyên gia mai mối. À, cái show này là cái show là mai mối mà một cái sự ngẫu nhiên ở ngoài đường phố. Có một bạn gái đang đi chung xe với chị. Bạn gái đó nãy giờ theo dõi em từ xa và có để ý em và nhờ chị đến đây để kết nối với em. Trước tiên chị hỏi em có gia đình chưa? À. Có bạn gái chưa? Em thôi rồi. Có rồi. Trời ơi, em bao nhiêu tuổi? Giờ em 28 tuổi. 28 tuổi rồi, 28 tuổi mà trẻ quá, chị nhìn em cỡ chừng 22, 23 tuổi thôi à. Yeah.
Nhưng là sorry chị. Vậy là hôm nay chị không coi ngày rồi đúng không chị đó? Yeah. Trời ơi em dễ thương quá à, chết rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người luôn. Có bạn gái rồi. Rất đẹp trai, dễ thương luôn. Nhà quận 7 luôn, 28 tuổi. Kinh doanh. Chị đừng nói nữa. Chị đừng nói nữa. Thôi rồi, còn chi đâu em ơi. Nãy giờ là mình đi tìm, là mình tự tìm kiếm không được. Thì bây giờ chương trình theo như là gọi là cái sự nhân văn, chương trình sẽ tự set up, sẽ tự tìm cho em một người. Vì là em là quá xinh đẹp. Mà người nào mà ba lần, ba cái cơ hội mà đều bị người ta từ chối thì chương trình mới để dành, mới chọn sẵn cho mình một người. Chứ nếu mà chỉ cần em có nói chuyện với một người mà em từ chối người ta hoặc người ta từ chối em rồi thì coi như là em cũng là fail luôn. Dạ. Hiểu không? Nhưng mà em là trường hợp là khá đặc biệt, là vì cả ba đều từ chối mình mà mình chưa có cơ hội nói chuyện luôn. Phải chi mà có tâm sự, có nói chuyện mà người ta từ chối không tức, hoặc là mình không thích người ta mình không tức, đúng không? Dạ. Đằng này chưa có nói được cái gì ha. Rồi Hà đợi chị Tường chút xíu. Dạ, nhưng mà chị cũng hy vọng rằng là một cái gì đó le lói may mắn cuối ngày dành cho em nha. Em cũng hy vọng. Trời ơi, Hà ơi, Hà ơi. Không biết nghe ra ngô ra khoai gì hôm mà thấy có ôm đàn guitar là tôi chịu rồi đó. Xích vô xíu cưng, xích vô trái, vô trái. Rồi, ngồi xuống không? Hà cứ ngồi yên đó đi. Rồi. Em đừng nhìn chưa? Chưa được, ham nhìn lắm. Bắt tay giao hữu nhau một cái đi nè. Bạn gái ngồi kế bên em, bên trái em đó. Rồi, đó. Khoan chị, rồi nắm tay vậy đi cho truyền chút cái điện cho cảm xúc coi chứ sáng giờ mệt quá rồi. Em tên gì em trai? Em tên Trường chị. Trường, cái gì Trường cưng? Đắc Trường, Trường năm nay nhiêu tuổi? Em sinh năm 91 chị. Sinh năm 91 hả? Rồi Trường đang làm công việc gì? Em là đầu bếp chị. Đầu bếp, trời đầu bếp mà ôm đàn luôn, ghê vậy đó hả? Rồi ok, bây giờ không gian này là của em, hai bạn có quyền mở mắt ra và hai bạn sẽ có được 10 phút tâm sự với nhau, rồi chị Tường sẽ quay lại. Nhớ đánh nhanh rút gọn, đàn hát gì có 10 phút thôi nha cưng nha. Rồi, mở mặt nạ ra đi nè. Wow, đâu được rồi, đưa đây đây chị cắt cho. Trời ơi. Thôi thì cũng ổn đó. Nói chung là bà chủ và bà Mai hôm nay thấy cũng ổn đó. Việc còn lại là của đôi trẻ nha. Đi đây. Anh tặng em đàn guitar nha. Dạ vâng ạ. Thấy anh ngồi đây mình cắt cô đơn đúng không? Dạ. Anh tặng bài Hòn Đá Cô Đơn nha. Dạ. Đoạn ngắn thôi. Xa xăm ở đó cứ sao buồn mình, bay trên đá cũng thắm tình hòa những đau với ta. Có chỉ gió đang bay ngang qua, nghe nhà buồn xót xa trong lòng, tình gió cũng biến dần là xa cách ta. Em năm 91. Công việc chính hả đại? Công việc chính hiện tại là em đang làm ca sĩ tự do. À. Dạ vâng. Thì chắc hát hay lắm không? Thằng nãy giờ anh đang múa rìu mắt. Dạ không sao ạ. Vì là ca sĩ nên là đôi khi là mới ít có cơ hội được nghe người hát cho mình nghe á. À. Vâng. anh hiện tại anh đang là đầu bếp đúng không ạ? Công việc chính là đầu bếp nhưng mà hiện tại là anh đang kinh doanh nhà hàng. À thế ạ. Nên là công việc nhà hàng thì có bận rộn lắm không ạ anh? Hiện tại thì anh chuẩn bị cho một dự án mới nên cũng bận, nhưng mà khi mà nó chạy suôn sẻ rồi thì nó nhàn lắm. À thế ạ. Nên là hiện tại anh đang bận mà anh vẫn dành thời gian để tới đây với em được. Em rất là cảm ơn. Dạ. Thì không biết là sao? Quê ở đâu? Em là người Hà Nội. Hà Nội. Dạ. À, vô đây lâu chưa? Em chưa, em mới vô đây được khoảng hơn một tháng thôi. À. Vâng. Anh chắc là người ở đây đúng không ạ? Ừ, anh là người Sài Gòn. À thế ạ. Không biết là trước đây thì anh đã có gọi là đã từng có mối quan hệ tình cảm hay là đã từng tìm hiểu bạn nữ nào chưa? 2 năm trở lại đây thì anh chưa về nhà công việc. À, nhà. À thế ạ. Vòng 2 năm rồi. Thế ạ. Thế em hỏi nhiều quá em ạ. Anh có muốn biết thêm gì về em không? Hy vọng có dịp mà được nghe em hát.
Vâng ạ, chắc chắn rồi. Có một dịp gần nhất anh sẽ mời em qua quán của anh. Vâng ạ. Những vâng món ăn rất là ngon. À thế ạ. Trong một tuần đó anh khai trương quán mới. À thế ạ, không biết quán mới của anh có ở gần đây không? Anh ở quận 12, em ở đâu rồi? Ở đây. À, em ở quận Tân Phú. Tân Phú, ở đường nào? Ở đường Hòa Bình ạ. Ở Hòa Bình nghe làm xe, chạy qua anh cũng gần có 15 phút. À vâng, thế thì tiện. Anh tặng Hào một chiếc thảo thật nhỏ nha. Vâng. Đây có hai trái tim em xè tay ra nha. Trái tim này của anh nha. Dạ. Bỏ tay nắm lại trái tim của em, bỏ tay em nắm chặt lại luôn. Vâng. Rồi 1, 2, 3. Hai trái tim. Ủa, thế bây giờ đây là hai trái tim đó, em nắm chặt lại nha. Ok. Nắm chặt lại. Hai trái tim nha. Ok. Em bỏ ra. 4 trái tim. Rồi em để em đi. 4 trái tim nha. Ở đây là trái tim của anh, trái tim của em. Đây là hai sinh linh bé nhỏ. Cái hình tròn này. Hai sinh linh bé nhỏ. Cái hình tròn này là tượng trưng cho một ngôi nhà. Bốn trái tim sẽ cho cho một ngôi nhà nha. Rồi em sẽ té đi. Nắm chặt lại. Bốn trái tim vẫy cho một ngôi nhà nha, em mở ra đi. Ủa? Ủa sao nó hay vậy? Em thích làm thích dân tộc đó không? Có à? Sao anh làm được nhở? Em nghĩ em đã cố nhìn xem là anh có một cái trick hay là anh có một cái thủ thuật gì không, nhưng mà em không kịp nhìn ra, em không kịp cảm nhận gì hết á. Anh còn nhiều trick lắm, khi nào có gì Hà có dự định là chừng nào tiến tới hôn nhân? Em chưa. Em con gái 91 rồi, trẻ rồi đó. Dạ, em thì em nghĩ là khi mà em gặp được đúng đối tượng á thì em sẽ tính cái chuyện đó. Chứ thường thì em nghĩ là nếu mà chưa gặp được ai mà mình lên kế hoạch trước á thì nó có vẻ sẽ hơi bị gọi là, biết đâu mình lại vô tình mình gây một cái áp lực gì đấy lên đối phương. Nên là em rất thoải mái với chuyện đấy. Và... gia đình hối không? Không ạ. Anh bị hối rồi đó. Bố mẹ em biết tính em mà, tính em như này đâm ra là cũng chẳng ai hối. Bố mẹ em lúc nào cũng cảm giác là em vẫn còn rất là trẻ con á. Vâng, kiểu kể cả bây giờ em đi ra ngoài hoặc là gặp bạn bè của bố mẹ thì mọi người đều hỏi là cháu nhà mình là còn đi học hay là đã đi làm rồi ạ? Là thường bố mẹ em hay phải chữa. Em nói em chín mốt anh hết hổng. Dạ, thật ạ. À? Thì đó, bố mẹ em hay phải chữa, bảo là không, cháu nó lớn rồi, nó đi học rồi, à nó đi làm rồi. Cái ngành học, cái ngành gì, cái ngành về cái thi người bên nghệ thuật, cho nên nó trẻ hơn. Vâng. Vô. Ây da. Sao hả? Chào bà Mai ạ. Sao hả? Dạ. Em rất là cảm ơn chương trình. Thời gian không có nhiều dành cho Hà nữa, nhưng mà quá ưu ái em rồi đúng không? Dạ. Thì bây giờ theo thể lệ của chương trình, ủa mà cuối cùng là hôm nay em biết em tới đây là em tham gia chương trình gì không? Em ngồi cùng người lạ. Mai mối cùng người lạ. Là chị Tường sẽ là người mai mối. Là người lạ là hai em á, lạ nhưng mà hôm nay gặp thì thành quen. Bây giờ theo thể lệ của chương trình á, trước đây đã xảy ra chuyện gì em không cần biết, nhưng từ khi em bước vô đây em gặp Hà, thì bây giờ hai bạn đã có một thời gian 10 phút rồi nói chuyện với nhau rồi, thì bây giờ đó, bây giờ mình sẽ đứng lên làm cái thủ tục của chương trình. Dạ. Nha, đứng lên đi. Đây, bây giờ hai bạn đứng hai bên. À, hai bạn đứng hai bên của chị Tường nha. Bây giờ hai bạn sẽ có 30 giây để cùng lắng động, để suy nghĩ lại xem là nãy giờ mình trò chuyện nè, mình có cảm xúc gì. Đối tượng này có phải là cái người mà nó cũng trong cái gu của mình, cái style của mình, hay là mình nghĩ đối tượng này nó có tiềm năng để mình có thể là dành cho nhau một cái thời gian ở phía trước để tìm hiểu nhau hay không. Mai mối cùng người lạ có nghĩa là chúng ta đồng ý cái cơ hội này là ta bắt đầu một mối quan hệ tìm hiểu trai gái, chứ không phải là làm bạn. Dạ. Hiểu như hiểu không? À, cho nên là mình phải suy nghĩ thật kỹ. Trên tay chị Tường có một cành hoa hồng. Hai bạn hãy xoay lưng lại với nhau ha, rồi cùng suy nghĩ. Chị Tường sau 30 giây, bạn nào mà muốn chủ động cầm cái hoa để đi qua, mình dùng cái từ tỏ tình đi cho nó đẹp với đối phương, thì bạn đó cứ mạnh dạn. Các bạn đều là những bạn trẻ năng động hết, mình thích thì mình cứ làm. Nếu sau 30 giây rồi mà cả hai không ai nhận cành hoa này từ các Tường, có nghĩa là cái cuộc gặp gỡ hôm nay không có kết quả. Dạ. Hiểu chưa ạ? Mời hai bạn xoay lưng về hai phía đi ạ. Và bây giờ thì 30 giây dành cho hai bạn suy nghĩ, bắt đầu. Thank you.
Dạ. Anh em. Dạ. Em có cho anh cơ hội để bước ra khỏi chương trình, anh được tìm hiểu nhiều về em hơn không? Đây là anh cũng muốn là hôm nay cái duyên mà gặp nhau ở đây, anh cũng không biết trước là mình tới đây là sẽ được gặp em, đúng không? Dạ. Cái duyên thôi thì em cho anh cơ hội ra khỏi chương trình để mình tìm hiểu nha, có thể đi một bước xa hơn em ha. Dạ vâng, em đồng ý ạ. Trời ơi, đồng ý lẹ quá. Trời ơi. Bây giờ mời hai bạn nắm tay nha. Dạ. Ủa tự nhiên móc chùm chìa khóa ra làm chi vậy? Trời ơi, trời trời đất ơi, trời ơi. Nhận bông để em chở về liền. Nhận bông chở về, rồi nắm tay.